dòng trăng không mê đắm bà phù hoa, không man cha chẳng thế gian. Trèo lên ai đường trèo lên cao sơn chúa, ai được đứng trong thanh điện, đứng trong đền thờ. Trong thánh lễ chiều nay chúng ta hiệp ý tạ ơn, xin ơn bình an, xin ơn đền tội, xin ơn chữa lành, xin cho phẫu thuật được thành công tốt đẹp, lễ dỗ cho các linh hồn Teresa, Domenico, Giuse Phạm Hữu Hàn dỗ 3 năm, Anna Nguyễn Thị Bạch Yến dỗ 3 năm, các linh hồn Maria Teresa, Giuse Joachim Anton, cầu cho các linh hồn nhà An Nghỉ, các linh hồn thai nhi, cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ và các linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng hôm nay nói đến chuyện về việc truyền giáo, loan báo tin mừng mà Chúa sai các tông đồ đi khắp nơi. Mỗi thời không phải chỉ áp dụng trong lời Chúa tin mừng, nhưng mà chúng ta được mời gọi để làm ngôn sứ, để là những người tông đồ cũng loan báo tin mừng bằng chính đời sống của mình với hoàn cảnh hiện tại xã hội của chúng ta, để thích nghi với tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta ý thức mình cũng có bổn phận với sứ vụ loan báo tin mừng đó trong cuộc sống. Giờ đây chúng ta thành tâm ăn năn sám hối để xứng đáng gần thánh lễ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lệ luật thánh vào điều răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn: mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi người. Đừng thêm thắt chi vào lời người phán dạy, kẻo bị người quở trách và con thành kẻ nói dối nói gian. Con chỉ xin hai điều: Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt. Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có. Chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói: Đức Chúa là ai vậy? Hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin giúp con tranh đường sao cha và thương ban cho con luật pháp Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Muôn lời
lạy Chúa, lời Ngài bền vững đến ngàn đời. Trên cõi trời cao, mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước, cốt làm sao giữ được lời Ngài. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, con thành người sáng suốt nhờ huân lệnh Ngài ban, nên con ghét mọi đường nẻo gian tà. Điều ra rồi con chê con ghét luật pháp Ngài, những men cùng yêu. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Alleluia, Alleluia. Chúa nói, chiều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bùi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, thứ hai, thứ ba, thứ tư hôm nay chúng ta nghe sách châm ngôn. Và chỉ có năm phụng vụ chúng ta được nghe ba ngày này. Và mỗi ngày sách châm ngôn thật là có những điều chúng ta phải suy gẫm, vì nó thiết thực với đời sống của chúng ta. Đặc biệt hôm nay chúng ta nghe tác giả sách châm ngôn nói đó. Tác giả chỉ xin Chúa có hai điều. Một là xin Chúa cho con đừng có giàu quá. Vì con giàu quá, con quên Chúa, con kiêu căng, con nghĩ là cửa của con. Ví dụ anh chị em ở đây có ai là đại gia không? Đang ngồi đây không? Đâu có đâu. Lo đi ăn nhậu, lo làm kinh doanh, có giờ đâu đi lễ đâu. Ai đại gia? Có tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở đây không? Không có. Và xin cho con đừng nghèo quá. Nghèo quá con oán trách Chúa. Xin cho con lương thực hằng ngày đó. Kinh này cha, lương thực hằng ngày nghĩa là lương thực cần dùng. Ngày hôm nay con cần dùng bao nhiêu đủ rồi. Còn nếu nghèo quá mà ngày hôm nay con không có thì đúng là con không biết thế nào. Vậy thì bây giờ hỏi anh chị em, ai đồng ý giống như tác giả sách châm ngôn giơ tay. Xin cuộc đời mình hai điều đó thôi. Đa số là xin như vậy đúng không? Nhưng mà nói thì nói, mình đi lễ ở đây mình như vậy. Mấy cái ông mà muốn làm giàu, mấy cái anh mà muốn làm giàu thêm, đã giàu giàu thêm sức mánh thì xin cái điều thứ nhất. Càng giàu càng tốt Chúa ơi. Đúng không? Nhà người ta có chiếc xe SUV mới sắm Mercedes, con cũng phải nỗ lực làm ăn để có cái chiếc xe giống nó, làm gì mà dừng lại chỗ đó. Thấy không? Đang có điều kiện mà làm sao nhà con có điều kiện hơn. Khó lắm anh chị em. Lòng người tham lam thì không đáy, mà chúng ta thường hay nói
Còn cái nghèo khổ thì nhiều khi Chúa ban nhiều cái cơ hội lắm, cơ hội để làm việc, để nuôi sống bản thân mình. Không chịu làm việc, lười biếng, nghèo khổ thì đi ăn cắp ăn trộm, rồi đủ thứ tệ nạn. Cho nên tác giả hôm nay ý thức là Chúa ban cho mình phải dừng, mình phải biết đúng để thì giờ đi lễ. Ví dụ như mấy cái ông đại gia, ông biết dừng đúng, mua mảnh đất này, trúng mảnh đất này rồi thì thôi đi, lấy cái tiền đó đầu tư cái khác. Ai mà dạy mà để yên, đang có cơ hội mà, thấy không? Không có đâu, khó lắm. Còn người nghèo khổ thì Chúa ban, nhiều khi bán vé số cũng được, không chịu đi làm việc, thấy không? Ở Sài Gòn này một người bán vé số đủ sống, đúng không? Ở đây có ai bán vé số đi lại không? Không có, đang đi bán. Nhưng mà tối thiểu là cái nghề mà chỉ cần siêng năng thôi đó là cái nghề vé số, không cần vốn. Nghe đâu nghề bây giờ phải cần vốn rồi, và nghe đâu không được trả nữa, là lấy bao nhiêu là trả bấy nhiêu. Ngày xưa tôi tìm hiểu hơi kỹ kỹ, có nghĩa là bán mà không hết vé số trước 4 giờ chiều á thì trả lại đại lý được, người ta nhận. Bây giờ nó không cho nữa, khó khăn hơn rồi. Lãnh 100 vé thì bán hết 100 vé, dư ráng chịu, đau khổ vậy. Thấy không? Nên là chúng ta thấy cái cuộc sống hôm nay, nhất là sách Châm Ngôn hôm nay, rất là thiết thật cuộc sống của chúng ta. Và chỉ có lời Chúa mới nâng đỡ và giúp mình điều chỉnh và suy nghĩ để quyết định. Thôi Chúa ơi, Chúa cho con như vậy đủ rồi, con tạ ơn Chúa để con dành thì giờ con đi lễ hằng ngày, con quan tâm đến chồng con quan tâm đến vợ con quan tâm đến con cái, việc học của nó. Bây giờ hai vợ chồng đi làm việc hết, con cái nhà không ai quan tâm giáo dục dạy dỗ, hư hỏng. Cha mẹ thiếu gì, giàu có cứ quăng cục tiền đó, mày muốn làm gì làm, nó hư. Cho nên tác giả Châm Ngôn rất là khôn ngoan, vì dành thì giờ cho gia đình đủ rồi, không cần thêm. Vì thêm có được cái gì, chết thì cũng tay trắng. Tại sao người ta không nghĩ vậy nhỉ? Chết cũng trắng tay mà kiếm một đống tiền để làm gì, chả được gì. Thấy không? Đó là cái điều chúng ta suy gẫm rất là thực tế cuộc sống. Giá mà cái sách này nè, cái đoạn này đọc chủ nhật nhiều, để nhiều người đi lễ, nhất là có mấy ông nhà giàu để ông nghe, chứ Ngọc ngày thường ít người nghe lắm. Tôi mà làm phục vụ trưởng tòa thánh nhắc tôi liệt cái sách này vào những ngày chủ nhật hay lắm, đọc ngẫm nghĩ thấy nó tuyệt vời quá. Và nhất là cái gì biết không, anh chị em nhớ nha, đi lễ cầu nguyện cái gì? Xin cho những sự xấu đừng đến với con trong suốt cuộc đời con đang sống. Quả thật anh chị em, mình đang bình an, mình đang hạnh phúc, gia đình mình ấm êm, tự nhiên nó có cái con tiểu tam nào nó vô nó phẩy hai vợ chồng, ai biết được. Thực tế nè, ở đâu tới. Xin cho con đừng gặp những cái điều đó. Thấy không? Rất là hay, rất là cụ thể cho cuộc sống của mình. Mình đọc lời Chúa suy gẫm đi, tuyệt vời cho chúng ta. Amen.
anh chị em hãy cầu nguyện đi lên cô. Tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chăm nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nêu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dân, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành nhân loại thế nào thì chúng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó mọi loài thù tạo phải phùng thờ Chúa. Mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều cung kính ca ngợi, và các thánh đồng tâm chúc tùng. Vì thế cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và luôn hân hoan tuyên xưng rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo linh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần, Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện đọc mình chịu khổ, hình người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con ghi tông hồn mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng con, các linh hồn chúng con cầu nguyện trong thánh lễ này đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đồng lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lần Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta giao nguyện rằng: Chúng con ở trên trời, chúng
quyền danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa con đây.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cho đã lấy thánh thể Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, cho anh chị em đi bình an. Amen.